hành trình tâm linh cũng như sự nảy mầm và đơm hoa của một hạt giống thường diễn ra trong sự tĩnh lặng và âm thầm, ẩn sâu bên dưới những lớp sóng bề mặt của cuộc sống thường nhật. Nó không phô trương, không ồn ào, không gõ cửa tâm trí ta bằng những tiếng còi báo động hay những tấm biển chỉ đường rõ ràng. Sự tiến bộ tâm linh không phải là mục đích đến mà là một dòng chảy liên tục, một sự chuyển hóa tinh tế diễn ra từng ngày, từng giờ, thấm dần vào từng tế bào của sự sống, giống như bông hoa nở rộ trong màn đêm. Sự trưởng thành tâm linh diễn ra một cách tự nhiên, uyển chuyển, không cần sự thúc ép hay can thiệp. Nó là kết quả của quá trình quan sát, chiêm nghiệm và thấu hiểu, là sự tích lũy những trải nghiệm sống, những bài học được chắt lọc từ những thăng trầm của cuộc đời. Tuy nhiên, dù diễn ra trong im lặng, sự tiến hóa tâm linh vẫn để lại những dấu hiệu, những tín hiệu nhỏ bé mà tinh tế, như những nốt nhạc trầm bổng vang lên trong bản giao hưởng của tâm hồn. Đó có thể là sự bình an nội tại giữa những biến động cuộc đời, là lòng trắc ẩn sâu sắc dành cho muôn loài, là sự thấu hiểu và buông bỏ những chấp niệm, sân si. Tiếc thay, những dấu hiệu này thường bị che lấp bởi những lo toan, bộn bề của cuộc sống, bởi những tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài. Để nhận ra chúng, ta cần lắng lòng mình, quay về với sự tĩnh lặng bên trong, để cảm nhận được những rung động tinh tế của tâm hồn, để thấy được những bông hoa tâm linh đang lặng lẽ nở rộ. Hãy nhớ rằng, hành trình tâm linh là hành trình của sự tự khám phá và chuyển hóa, không có thước đo chung cho sự tiến bộ, và mỗi người đều có con đường riêng của mình. Điều quan trọng là ta luôn giữ cho ngọn lửa tâm linh cháy sáng, luôn nuôi dưỡng sự tỉnh thức và lòng từ bi, để từng bước tiến gần hơn đến sự an lạc và giác ngộ đích thực. 1. Lắng nghe bằng trái tim, hành trình của sự thấu hiểu và yêu thương. Trong hành trình tiến hóa tâm linh, khi ta đạt đến một tầng thức nhất định, một sự chuyển biến kỳ diệu sẽ diễn ra trong cách ta tương tác với thế giới xung quanh, đặc biệt là trong cách ta lắng nghe. Trước đây, lắng nghe có lẽ chỉ là một phương tiện để ta chờ đến lượt mình nói, để chen vào những suy nghĩ, phán xét, hay thậm chí là những lời khuyên chưa chắc đã phù hợp. Nhưng khi tâm hồn đã được gột rửa và thanh lọc, lắng nghe trở thành một hành động thiêng liêng, một sự hiện diện trọn vẹn với tất cả sự tập trung, yêu thương và thấu hiểu. Ta lắng nghe không phải bằng đôi tai, mà bằng cả trái tim, bằng cả tâm hồn mình. Trong không gian tĩnh lặng ấy, mọi lớp vỏ bọc của định kiến, của mong muốn kiểm soát hay áp đặt đều tan biến. Ta chỉ đơn thuần là hiện diện, như một tấm gương phản chiếu trung thực, cho phép người đối diện được soi chiếu chính mình một cách trọn vẹn nhất. Và điều kỳ diệu là, sự thay đổi này không chỉ được ta cảm nhận, mà còn lan tỏa đến những người xung quanh. Họ cảm nhận được sự chân thành, sự ấm áp toát ra từ con người ta, và tự nhiên cảm thấy an toàn để mở lòng, để chia sẻ những suy tư, trăn trở, thậm chí là những bí mật thầm kín nhất. Bởi trong ánh mắt ta, họ không thấy sự phán xét, chỉ thấy sự bao dung, thấu hiểu và yêu thương vô điều kiện. Sự chuyển hóa này không phải là kết quả của một kỹ thuật giao tiếp nào, mà là sự phản chiếu chân thực của những biến đổi sâu thẳm bên trong tâm hồn. Ta bắt đầu thấu hiểu rằng, đôi khi, sự im lặng còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào. Im lặng là không gian để lắng nghe, để thấu cảm, để kết nối những tâm hồn. Im lặng là nơi trí tuệ đích thực được sinh ra. Và khi ta thực sự lắng nghe, ta không chỉ lắng nghe người khác, mà còn lắng nghe chính mình, lắng nghe tiếng nói của vũ trụ, của sự sống đang dòng chảy trong từng khoảnh khắc hiện tại. Đó chính là vẻ đẹp của sự trưởng thành tâm linh, là món quà quý giá mà hành trình tâm linh mang lại cho ta. Khả năng lắng nghe với sự tĩnh lặng và trong trẻo như vậy, tuy có vẻ bình dị, lại chính là dấu hiệu cho thấy con người tâm linh của bạn đang ngày càng hòa quyện vào dòng chảy sâu thẳm của sự sống. Giống như một dòng sông hòa mình vào đại dương bao la, bạn đang dần buông bỏ những giới hạn của bản ngã để kết nối với nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ. 2. Kết nối với nguồn trí tuệ vô biên. Chính sự hòa hợp thiêng liêng này cho phép bạn tiếp cận với một kho tàng trí tuệ vô biên, nơi trực giác và sự thông tuệ tự nhiên tuôn chảy. Có những lúc, bạn sẽ ngạc nhiên trước chính những lời mình nói, trước sự rõ ràng và sáng suốt đến bất ngờ của những suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí. Bạn tự hỏi chúng đến từ đâu, làm thế nào mà bạn có thể biết được những điều sâu sắc đến vậy? Nhưng sự thật là, trí tuệ này không phải là sản phẩm của tư duy logic hay kiến thức học thuật,
Nó không đến từ những cuốn sách, từ những bài giảng, mà từ chính sự tĩnh lặng sâu thẳm bên trong bạn. Khi tâm hồn bạn an định, khi bạn buông bỏ được những tạp niệm, lo âu, thì trí tuệ vũ trụ sẽ tự nhiên hiển lộ, như ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây mù. Trong những khoảnh khắc ấy, bạn trở thành một kênh dẫn cho dòng chảy của trí tuệ, lời nói của bạn mang sức mạnh chữa lành, mang đến sự khai sáng và an lạc cho những người xung quanh. Họ tìm đến bạn để được hướng dẫn, được chia sẻ, được truyền cảm hứng, mà không hề biết rằng bạn không cố gắng sở hữu hay kiểm soát trí tuệ đó, mà chỉ đơn giản là mở lòng để đón nhận nó. Càng buông bỏ sự kiểm soát, càng tin tưởng vào dòng chảy của sự sống, bạn càng nhận ra rằng chính cuộc sống này là bậc thầy vĩ đại nhất. Mỗi khoảnh khắc, mỗi sự kiện, mỗi cuộc gặp gỡ đều chứa đựng những bài học quý giá, những thông điệp sâu sắc. Và khi bạn hòa mình vào dòng chảy đó, bạn trở thành một phần của vũ trụ, một phương tiện để trí tuệ vũ trụ vận hành và manifest trong thế giới này. Hãy trân trọng những khoảnh khắc ấy, những lúc bạn cảm thấy được kết nối với nguồn năng lượng vô tận của sự sống. Hãy tin tưởng vào trực giác của mình, vào tiếng nói bên trong dẫn dắt bạn trên hành trình tâm linh. Bởi vì khi bạn hòa hợp với dòng chảy, bạn sẽ luôn được dẫn dắt, được bảo vệ và được yêu thương. 3. Lòng tốt đích thực, vẻ đẹp của tâm hồn thức tỉnh. Khi tâm hồn bạn dần thức tỉnh, lòng tốt mà bạn trao đi cũng khoác lên mình một diện mạo mới, tinh khôi và thuần khiết hơn. Nó không còn là những giao dịch trao đổi vụ lợi, không còn vướng bận bởi những kỳ vọng về sự đền đáp hay những mong cầu được tán dương. Lòng tốt ấy được nuôi dưỡng bởi sự trưởng thành tâm linh, được chắt lọc từ lòng trắc ẩn sâu sắc và tình yêu thương vô điều kiện. Nó như một dòng suối mát lành tự nhiên tuôn chảy từ trái tim, tưới tắm lên những mảnh đời khô cằn, sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh. Bạn giúp đỡ người khác không phải vì muốn nhận lại điều gì, không phải vì muốn tích lũy công đức, mà đơn giản bởi vì bạn không thể làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại. Nỗi đau của họ cũng chính là nỗi đau của bạn, bởi sâu thẳm trong tâm hồn, bạn hiểu rằng tất cả chúng ta đều là một, đều được kết nối bởi sợi dây vô hình của tình yêu thương. Lòng tốt ấy lặng lẽ và khiêm nhường, như những giọt sương mai động trên lá, như ánh trăng dịu dàng soi sáng màn đêm. Nó không cần phô trương, không cần được ca tụng, bởi chính hành động cho đi đã là niềm hạnh phúc, là sự viên mãn trong tâm hồn. Giống như một bông hoa tỏa hương thơm ngát, lòng tốt đích thực lan tỏa một cách tự nhiên, không cần sự cố gắng hay gượng ép. Nó đến từ sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất của sự sống, về sự tương của vạn vật. Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn cũng đang giúp đỡ chính mình, đang góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, yêu thương hơn. Và khi bạn cho đi với tất cả sự chân thành và yêu thương, bạn sẽ nhận ra rằng chính hành động cho đi ấy là món quà quý giá nhất mà bạn nhận được. Nó mang đến cho bạn niềm vui, sự bình an và cảm giác trọn vẹn, giúp bạn kết nối sâu sắc hơn với bản chất thiêng liêng của chính mình. Đó chính là vẻ đẹp của lòng tốt đích thực, một biểu hiện cao quý của sự trưởng thành tâm linh, một ngọn lửa soi sáng con đường dẫn đến an lạc và giác ngộ. 4. Tha thứ để tự do, chìa khóa của sự trưởng thành tâm linh. Trên con đường tâm linh, khi tâm hồn bạn dần thức tỉnh, một trong những dấu hiệu tinh tế mà đầy sức mạnh chính là khả năng tha thứ và buông bỏ một cách nhẹ nhàng, tự tại. Trong khi nhiều người còn mắc kẹt trong những tổn thương quá khứ, cứ mãi day dứt, oán trách, thì bạn, với sự trưởng thành tâm linh của mình, lại có thể dễ dàng giải phóng những gánh nặng ấy, như chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi khỏi cành, trở về với đất mẹ. Không phải bạn không nhận thức được những tổn thương mà người khác gây ra, mà là bạn đã thấu hiểu được bản chất vô thường của cuộc sống, của mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ. Bạn nhận ra rằng, bám víu vào những oán hận, thù ghét chỉ khiến tâm hồn mình thêm nặng trĩu, u tối, giống như người mang vác một khối đá nặng trên vai, chẳng thể nào bước đi nhẹ nhàng, tự tại. Tha thứ không phải là đồng nghĩa với việc chấp nhận hay bào chữa cho những hành vi sai trái, mà là một hành động giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc của quá khứ, để tâm hồn được tự do bay lượn, giống như một dòng sông không ngừng chảy, tâm hồn bạn luôn hướng về phía trước, đón nhận những điều mới mẻ, tươi đẹp của hiện tại. Mỗi trải nghiệm, dù là niềm vui hay nỗi buồn, đều là những bài học quý giá, góp phần tôi luyện tâm hồn, giúp bạn trưởng thành và tiến hóa hơn.
bạn không còn để quá khứ định nghĩa mình, không còn là nạn nhân của những tổn thương đã qua. Thay vào đó, bạn đón nhận mọi thứ bằng sự bao dung, thấu hiểu và tin tưởng rằng mọi sự xảy ra đều có lý do của nó, đều là một phần của kế hoạch vĩ đại mà vũ trụ đã sắp đặt cho riêng bạn. Khả năng tha thứ này chính là biểu hiện của sự mạnh mẽ đích thực, của một tâm hồn đã thức tỉnh, đã tìm thấy sự an lạc và tự do đích thực. Nó cho phép bạn bước đi trên con đường đời với sự thanh thản, nhẹ nhàng, với trái tim tràn đầy yêu thương và lòng biết ơn. 5. Lan tỏa an lạc từ tâm hồn tĩnh lặng. Khi bạn bước đi trên thế gian với một tâm hồn an nhiên, tự tại, bạn sẽ nhận thấy mình như một thỏi nam châm thu hút những người xung quanh. Họ tìm đến bạn không phải vì bạn sở hữu điều gì đặc biệt, mà bởi vì năng lượng bạn tỏa ra mang một sự bình yên hiếm có giữa thế giới bộn bề lo toan này. Sự tĩnh lặng trong tâm hồn bạn như một làn gió mát lành xua tan những căng thẳng, muộn phiền, mang đến cảm giác an yên, thư thái cho những ai tiếp xúc. Bạn trở thành một ốc đảo bình yên giữa sa mạc cuộc đời, một nơi chốn để mọi người tìm về nghỉ ngơi, nương náu. Họ tìm đến bạn không phải để tìm kiếm lời giải đáp cho những vấn đề của họ, mà để được ở bên cạnh bạn, để được cảm nhận sự bình yên toát ra từ con người bạn. Sự hiện diện của bạn, đơn giản và chân thật, lại có sức mạnh xoa dịu những nỗi đau, những bất an trong tâm hồn họ, dù chỉ là trong khoảnh khắc. 6. Tự do đích thực, khi tâm hồn thoát khỏi mọi ràng buộc. Tuy nhiên, hành trình tâm linh cũng đưa bạn đến một lối rẽ khác biệt, nơi bạn không còn bị cuốn vào những giá trị phù phiếm, những định nghĩa về thành công và hạnh phúc do xã hội áp đặt. Bạn không còn chạy theo những mục tiêu vật chất, những ham muốn tầm thường, mà tìm kiếm sự an lạc và hạnh phúc đích thực từ bên trong. Sự thay đổi này có thể khiến bạn trở nên kỳ lạ trong mắt những người xung quanh, những người vẫn còn đang say mê trong giấc mộng của thế giới vật chất. Họ có thể không hiểu bạn, thậm chí xa lánh hay chỉ trích bạn, bởi vì bạn không còn tuân theo những quy luật, những mong đợi của họ. Nhưng đó chính là dấu hiệu của sự trưởng thành tâm linh đích thực. Bạn không còn lệ thuộc vào sự công nhận của người khác, không còn sợ hãi sự phán xét hay từ chối. Bạn tìm thấy sự trọn vẹn, sự tự do ngay trong chính con người mình. Giống như một con chim tung cánh bay lượn trên bầu trời bao la, bạn không còn bị ràng buộc bởi những định kiến, những khuôn mẫu, những xiềng xích của xã hội. Bạn sống chân thật với chính mình, với những giá trị mà bạn tin tưởng, với con đường mà tâm hồn bạn mách bảo. Và trong sự tự do ấy, bạn tỏa sáng rực rỡ, như một ngôi sao dẫn đường cho những ai đang khao khát tìm kiếm sự an lạc và hạnh phúc đích thực. 7. Tự nhận thức, chìa khóa của sự trưởng thành tâm linh. Và cuối cùng, dấu hiệu rõ nét nhất, sâu sắc nhất của sự trưởng thành tâm linh chính là sự tự nhận thức, là khả năng thấu hiểu bản thân một cách trọn vẹn, minh triết. Trong khi nhiều người vẫn còn mãi mê rong ruổi trong thế giới bên ngoài, tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời từ những điều phù phiếm, thì bạn, với sự thức tỉnh tâm linh của mình, đã bắt đầu hành trình khám phá thế giới nội tâm, lắng nghe tiếng nói của chính mình. Bạn không còn để thế giới bên ngoài định nghĩa mình, không còn chạy theo những kỳ vọng, những tiêu chuẩn do người khác đặt ra. Thay vào đó, bạn tự tạo ra con đường riêng cho mình, một con đường được dẫn dắt bởi trực giác, bởi tiếng gọi của tâm hồn, bởi sự thật sâu thẳm bên trong. Sự tự nhận thức này như một ngọn hải đăng soi sáng con đường bạn đi, giúp bạn sống một cuộc đời có mục đích, có ý nghĩa, có sự rõ ràng và tỉnh thức. Giữa thế giới đầy biến động, bạn tìm thấy sự bình yên trong chính mình, một sự bình yên không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện bên ngoài nào. Trưởng thành tâm linh không phải là đạt được những khả năng siêu phàm hay những trạng thái tâm linh đặc biệt, mà là một hành trình trở về với chính mình, khám phá ra bản chất đích thực của mình, sống trọn vẹn với hiện tại và để cuộc sống vận hành một cách tự nhiên, hài hòa. Nó là một sự tiến hóa thầm lặng, diễn ra từng ngày, từng giờ, không cần phô trương, không cần công nhận. Nhưng hiệu quả của nó thì vô cùng sâu sắc, lan tỏa đến từng ngóc ngách của cuộc sống, mang đến cho bạn sự an lạc, tự do và hạnh phúc đích thực. Và dù bạn có nhận ra hay không, những dấu hiệu này vẫn luôn hiện hữu bên trong bạn, như những viên ngọc quý đang chờ được khám phá. Hãy lắng nghe tiếng nói của tâm hồn, hãy quan sát những thay đổi tinh tế trong chính mình, để nhận ra vẻ đẹp và sức mạnh của sự trưởng thành tâm linh.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của tôi. Hy vọng rằng những điều này sẽ giúp ích cho bạn trên hành trình tâm linh của mình. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay chia sẻ nào, xin đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới. Chúc bạn một ngày an lành và tràn đầy niềm vui.